Chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh em TV. Các cụ ngày xưa thì đã có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và cái câu nói đó thì nó không liên quan gì đến cái video ngày hôm nay chúng ta cả. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về chiếc Huawei Mate 20 Pro. Anh em ơi! Và trước khi bắt đầu video, nếu như bạn nào quan tâm tới chiếc Huawei Mate 20 Pro thì các bạn có thể truy cập ngay vào đường link ở phía bên dưới. Và các bạn đừng quên là hiện tại ở Xiaomi đang có một chuỗi ngày Black Friday cực kỳ là nhiều sản phẩm sale lên tới 60%. Và chi tiết hơn thì mình cũng sẽ để đường link ở phía bên dưới cho các bạn. Trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều người dùng họ than phiền rằng chiếc Huawei Mate 20 Pro của họ là bị có một cái dải xanh xanh ở phía bên cạnh màn hình. Và nếu như mà xui xẻo hơn nữa thì cái dải xanh đó nó lan ra khắp cả màn hình. Và cái vấn đề này thì không chỉ là một hay là hai người bị mà đã có rất là nhiều hiện tượng. Và đơn cử không đâu xa, các bạn chỉ cần lên Google và các bạn gõ cho mình là màn hình của Huawei Mate 20 Pro bị lỗi này, hay là Huawei Mate 20 Pro screen problem này, rất là nhiều những kết quả. Và trên khắp thế giới thì họ đã có những cái feedback cũng như là những cái phàn nàn về cái vấn đề này. Vậy thì chính xác thì tại sao cái vấn đề này nó lại xảy ra với lại một trong những cái thiết bị flagship đầu bảng, một điện thoại nó rất là xịn sò của Huawei, thì tại sao nó lại bị như thế? Thì cái lý do chính cũng như là cái lý do mà dẫn tới cái hệ quả này đó chính là về cái tấm nền. Như các bạn đã biết thì trong 2 năm trở lại đây thì các hãng điện thoại, các nhà sản xuất thì họ đều trang bị cho những flagship đầu bảng của mình, những điện thoại của mình những cái tấm nền OLED để có thể uốn cong cũng như là làm cho điện thoại chúng ta trở nên nó mềm mại và nhìn nó đẹp hơn. Và chiếc Huawei Mate 20 Pro thì nó cũng không phải là một ngoại lệ khi mà Huawei họ đã trang bị cho chiếc điện thoại của mình cái tấm nền OLED. Và cái vấn đề thì nó cũng từ đó mà ra. Chiếc điện thoại này theo như là mình có tìm hiểu trên các trang báo nước ngoài thì những cái điện thoại mà bị sọc màn hình xanh cũng như là bị ám vàng, ám xanh thì đều do một công ty cực kỳ bí mật từ Hàn Quốc có tên là LG cung cấp tấm nền cho Huawei. Và khi mà các bạn xem đến đây thì có lẽ là các bạn đã nhìn thấy chiếc Huawei Mate 20 Pro trên tay mình và có lẽ là các bạn cũng đang tự thầm chửi mình. Tại sao cái Huawei Mate 20 Pro trên tay mày không bị ở thằng góc chợ? Nhưng mà các bạn hãy bình tĩnh, bởi vì là Huawei thì họ không chỉ có một nhà cung ứng tấm nền mà họ có tới 2 nhà cung ứng tấm nền. Và bên cạnh LG thì họ còn một nhà cung ứng tấm nền nữa tên là BOE. Và những cái smartphone mà bị sọc xanh này hay ám xanh này cũng như là bị lỗi màn hình thì đều là những smartphone có những cái tấm nền của LG cung cấp. Còn những chiếc điện thoại Huawei Mate 20 Pro có tấm nền mà BOE cung cấp thì lại không bị sao cả, rất là bình thường. Thế nên đây cũng chính là một trong những cái lý do mà khiến cho thiết bị của chúng ta nó bị như thế. Và thêm một cái lý do nữa đó chính là LG ấy, thì họ đã có một cái tiền sử về cái việc là lỗi màn hình rồi. Và không nói đâu xa, đúng cái thời điểm này tháng 11 năm ngoái thì chiếc Pixel 2 XL chúng ta cũng đã gặp một cái lỗi. Các bạn có nhớ là gì không? Đúng rồi, đó chính là burn-in. Và nhà cung ứng tấm nền cho Google hồi đấy là gì? Là ông LG chứ còn ông nào nữa. Thế nên đây cũng chính là một trong những cái lý do cực kỳ là nghiêm trọng dẫn tới cái sự việc lần này của Huawei. Và nếu như mà các subscriber của anh em TV mà xem đây và đối với những bạn nào đã mua cái sản phẩm này, các bạn bắt đầu lo sợ rằng ôi trời ơi, sản phẩm của mình có thể là bắt đầu nó sẽ bị màn hình như thế chăng? Thì các bạn đừng lo, bởi vì nếu như mà các bạn cái sản phẩm của các bạn mà bị cái trường hợp như vậy thì các bạn hãy mang ngay ra cửa hàng và các bạn sẽ được đổi một cái máy mới hoàn toàn. Và nếu như mà cái máy mới đấy mà tiếp tục nó bị lỗi màn hình nữa thì xin lỗi các bạn, đèn vãi lều. Và từ cái sự việc lần này đối với mình nó lại dẫn tới một cái câu hỏi nữa, đó chính là liệu rằng các hãng điện thoại họ có đang thực sự là chú trọng tới cái chất lượng của những sản phẩm mà mình làm ra hay không? Bởi vì là 20 đến 30 triệu một cái máy và người dùng chúng ta hoàn toàn có quyền được đòi hỏi một cái thiết bị nó tốt hơn là những cái thiết bị mà nó bị lỗi hết lỗi này đến lỗi nọ. Và mình nghĩ rằng là đối với lại tất cả các hãng điện thoại thì họ nên chú trọng hơn về cái chất lượng sản phẩm của mình hơn là những cái như kiểu là nhiều camera nó có tốt không này, hay là màu sắc sản phẩm mới thì nó có đẹp hay không này. Đó, và họ nên là tập trung hơn về hoàn thiện cái chất lượng của sản phẩm. Samsung là một ví dụ điển hình. Sau cái vụ nổ pin đó thì họ đã có một cái quy trình kiểm tra pin rất là nghiêm ngặt và mình nghĩ rằng các hãng cũng nên học tập Samsung. Và đó là ý kiến của mình. Thế còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về cái sự việc lần này của Huawei? Và đối với những bạn nào đã mua những chiếc Mate 20 Pro thì các bạn có gặp trường hợp này hay không? Thì các bạn hãy comment ý kiến ở phần bên dưới nhé. Và trước khi kết thúc video, nếu như bạn nào quan tâm tới những chiếc Huawei Mate 20 Pro thì các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Xiaomi. Và các bạn đừng quên là bên cạnh đó chúng ta còn một cái chuỗi ngày Black Friday sale rất là ấn tượng lên tới 60%, rất là nhiều những cái sản phẩm. Link ở bên dưới nhá. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của anh em TV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Hải Triều. Bye. Yeah, yeah, go.